6 loại nước uống giúp làm sạch phổi, dễ làm, dễ dùng hơn là mua cả trăm đồ bổ. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, phổi là một trong những cơ quan quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Con người chỉ có thể khỏe mạnh nhất khi mà có được cho mình một lá phổi thật khỏe mạnh mà thôi cô bác. Thế nhưng hiện nay, phổi của chúng ta do tiếp xúc với các yếu tố như là khói thuốc lá hay là chất độc hại từ môi trường, cùng với chế độ ăn uống hay chính con virus COVID cũng khiến cho phổi bị suy giảm một cách nghiêm trọng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc thay đổi lối sống bao gồm cả việc tuân theo một chế độ ăn uống giàu chất dinh dưỡng có thể giúp bảo vệ cho phổi của cô bác và thậm chí là làm giảm tổn thương phổi cũng như các triệu chứng của căn bệnh phổi. Và trong video ngày hôm nay, tôi sẽ cùng chia sẻ với cô bác một số loại đồ uống làm từ những nguyên liệu rất dễ kiếm cùng với cách thực hiện thì vô cùng đơn giản, có thể giúp cho cô bác dọn dẹp sạch sẽ phổi và khiến cho phổi được khỏe hơn mỗi ngày. Xin mời cô bác cùng tôi theo dõi ngay sau đây và ghi chú lại phòng khi cần dùng tới cô bác nhé. Loại đồ uống đầu tiên đó chính là trà chanh gừng mật ong. Cả ba nguyên liệu này đều có giá thành rẻ, lại còn dễ kiếm. Cô bác có thể mua một lần với số lượng nhiều rồi để ở nơi khô thoáng và sử dụng dần cô bác nhé. Còn về công dụng thì chắc hẳn là tôi không cần phải giới thiệu quá nhiều đúng không nào cô bác? Gừng có chứa các đặc tính chống viêm, có thể làm giảm ho và làm giảm tắc nghẽn. Mật ong thì có thể làm giảm tần suất ho và có chứa vitamin C, có thể tăng cường khả năng miễn dịch cho cô bác. Để làm loại đồ uống này, đầu tiên cô bác cần bào gừng thành các miếng cỡ vừa. Tiếp theo là chúng ta cho thêm một muỗng cà phê hoặc có thể nhiều hơn mật ong và vài giọt nước cốt chanh. Cô bác cho vào trong nước và đun sôi đến khi còn 1/2 thì lọc lấy nước uống. Cốc nước này sẽ giúp chúng ta giải độc phổi một cách tự nhiên của bác nhé. Loại đồ uống thứ hai đó là trà xanh. Tiếp tục là một loại đồ uống quen thuộc và rất dễ để thực hiện mỗi ngày, có đúng không nào cô bác? Ngay cả khi chưa xem video này thì có lẽ là cô bác cũng đã biết đến vô số tác dụng của trà xanh đối với sức khỏe của chúng ta rồi. Thậm chí là người Nhật Bản họ còn xem trà xanh như là kẻ thù của căn bệnh ung thư nữa. Những lợi ích của trà xanh có thể được chúng ta sử dụng vào thời điểm này trong năm đấy cô bác. Ngoài việc cung cấp lợi ích giảm cân thì trà xanh còn cung cấp cho chúng ta chất chống oxy hóa cùng với caffeine, có thể khiến cho cô bác cảm thấy đỡ mệt mỏi, cải thiện tinh thần hơn trong những thời điểm cô bác cảm thấy khó chịu. Và chất chống oxy hóa trong trà xanh có thể loại bỏ độc tố khỏi cơ thể và cải thiện tiêu hóa hiệu quả nữa. Loại đồ uống thứ ba đó là cốc nước nghệ và gừng. Nghệ và gừng là những nguyên liệu không thể nào thiếu trong tủ bếp của các gia đình. Các đặc tính y học của nghệ đã được chứng minh là giúp làm kiểm soát ho, tắc nghẽn và cảm lạnh. Curcumin có trong nghệ là một chất chống viêm, chống oxy hóa và chống ung thư. Còn gừng thì có thể giúp cho cô bác chữa khỏi chứng buồn nôn, giảm tắc nghẽn. Cô bác có thể pha một đồ uống từ gừng nghệ để dọn sạch những độc tố có trong phổi. Loại đồ uống thứ tư đó là trà rễ cam thảo. Cam thảo thì chắc hẳn là cô bác đã quá quen với nó rồi, có đúng không nào? Cam thảo có vị ngọt, lành tính, thế nên thường được nhiều cô bác sử dụng cho người già, trẻ nhỏ trong nhà mỗi khi bị cảm lạnh hay là mệt mỏi đấy ạ. Ngoài ra thì rễ cam thảo cũng được xem là nguyên liệu để điều trị bệnh về phổi, giúp cho phổi được khỏe mạnh, vô cùng hiệu quả. Trà rễ cam thảo có thể được coi là một thực phẩm chủ yếu để giảm ho và làm giảm tắc nghẽn. Các nghiên cứu cho thấy rằng trà cam thảo có đặc tính kháng virus và kháng khuẩn hiệu quả. Tất cả những gì mà chúng ta cần làm chỉ là lấy một đoạn rễ của cây cam thảo rồi sau đó thì đập dập, thêm nó vào trong nước sôi và để ngấm trong vòng từ 5 cho đến 10 phút. Sau đó cô bác thêm mật ong hoặc là nước cốt chanh để cân bằng hương vị của cốc nước. Nếu như bị ngứa cổ họng thì cô bác có thể súc miệng bằng nước cam thảo ấm có pha muối, rất hiệu quả cô bác nhé. Loại đồ uống thứ 5 đó chính là nước mật ong ấm. Theo quan niệm của một số người thì mật ong có vị ngọt, thế nên chắc hẳn là sẽ có chứa rất nhiều đường. Nếu chúng ta uống thường xuyên, đặc biệt là uống vào buổi sáng thì có thể gây béo phì và khó tiêu. Tuy nhiên trên thực tế thì đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm đấy của bác. Bởi vì đường trong mật ong là một loại đường tự nhiên chưa qua chế biến nên cơ thể tiêu hóa chậm hơn so với đường công nghiệp. Và nó không gây ra béo phì.
các enzyme, vitamin và khoáng chất trong mật ong có khả năng sát khuẩn hiệu quả, tạo cho cơ thể của chúng ta một lớp miễn dịch bảo vệ cơ bắp khỏi các vi khuẩn và virus độc hại. Ngoài ra thì nước mật ong ấm chính là liệu pháp chống oxy hóa hiệu quả, giúp chống lại các hoạt chất có tác động xấu làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Bên cạnh đó thì mật ong là một vị thuốc thiên nhiên giúp chữa các bệnh cảm cúm và viêm nhiễm đường hô hấp. Đối với những cô bác nào mà bị cảm lạnh, ho hay là viêm họng, chúng ta chỉ cần uống mật ong với nước ấm có thể có tác dụng làm ấm họng và làm dịu cảm giác đau buốt. Ngoài ra thì nước mật ong còn có tác dụng là trị ho do tác động của chứng đau họng gây ra tới cô bác. Loại đồ uống thứ 6 đó là sinh tố táo, củ dền và cà rốt. Ba loại thực phẩm mạnh mẽ này hỗ trợ cho quá trình giải độc hoàn toàn của cơ thể. Chúng rất giàu chất xơ, vitamin C, vitamin E, kali và nhiều hợp chất khác có thể giúp kiểm soát bệnh hen suyễn, một bệnh phổ biến trong mùa đông. Cố gắng uống sinh tố giàu chất chống oxy hóa này vào giữa buổi sáng là một cách tuyệt vời để làm sạch cho phổi và thải sạch độc tố. Trên đây là 6 loại đồ uống bổ dưỡng có công dụng chăm sóc cho lá phổi của chúng ta luôn luôn được khỏe mạnh, lọc sạch độc tố mà không phải cô bác nào cũng biết tới. Thế nên chúng ta nhất định phải lưu lại để thực hiện cho bản thân mình cũng như là các thành viên trong gia đình nhà mình, giúp bảo vệ lá phổi luôn luôn được khỏe mạnh cô bác nhé. Cô bác có biết không, trong cơ thể của mỗi chúng ta có 12 bà mụ liên kết với nhau và thay phiên nhau nuôi dưỡng chúng ta, bảo vệ cho cơ thể của bác luôn được khỏe mạnh và bình an. Trong số đó thì lá phổi có thể nói là một bà mụ đứng mũi chịu sào nhiều nhất, mà cũng là nơi mong manh, yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất. Cho nên, việc chăm sóc phổi cần được thực hiện một cách thường xuyên và phải rất kịp thời, nhất là khi có những biến động bất thường như là thay đổi thời tiết hoặc là bị lây nhiễm mầm bệnh từ bên ngoài tác động đến hệ hô hấp, làm cho cô bác khó thở. Do vậy mà trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay, tôi xin được chia sẻ với cô bác một số cách để chúng ta chăm sóc, bảo dưỡng cho lá phổi luôn luôn được khỏe mạnh, thậm chí là có thể cấp cứu kịp thời trong một số tình huống xấu của bác nhé. Thứ nhất là cô bác không hút, hít khói thuốc lá hay các chất kích thích khác. Cứ hễ nhắc đến phổi thì vô thức chúng ta đều nghĩ ngay đến thuốc lá đầu tiên, có đúng không nào cô bác? Và đúng là như vậy. Thuốc lá được xem là thủ phạm siêu nguy hiểm cho phổi của con người, chính là mầm mống gây ra bệnh ung thư phổi cho cả người hút lẫn người hít phải thuốc lá. Không chỉ gây hại cho cơ thể của cô bác bởi nicotine, mà hút thuốc lá còn khiến cho chúng ta phải hít ít nhất là 17 loại hóa chất độc hại ngoài nicotine vào trong cơ thể của mình. Ngay cả khi mà cô bác chỉ là những người hít phải khói thuốc lá hay là các chất kích thích tương tự như thuốc lá thôi, thì chúng ta cũng có thể bị hỏng phổi rồi. Bởi vì trong khói thuốc lá cũng có chứa đầy đủ các hóa chất như là việc hút thuốc lá vậy. Không chỉ là thuốc lá thôi mà các sản phẩm khác đều có hại cho phổi của chúng ta, bao gồm cả bàn đèn và thuốc phiện của bác nhé. Thứ hai, đó là cô bác nhất định phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Trước đây, có thể là cô bác sẽ xuề xòa trong chuyện có đeo khẩu trang hay là không đeo khẩu trang khi chúng ta đi ra bên ngoài. Thế nhưng từ ngày có Covid-19 xuất hiện, việc đeo khẩu trang đã trở thành một thói quen, khẩu trang trở thành vật bất ly thân và bắt buộc phải đeo mỗi khi đi ra ngoài đường. Sử dụng khẩu trang sẽ giúp bảo vệ mũi và miệng của cô bác khỏi tình trạng ô nhiễm cũng như là khói bụi từ môi trường, là một điều cần thiết để bảo vệ phổi của chúng ta. Ngày nay thì mức độ ô nhiễm ngày càng tăng cao và ô nhiễm không khí cũng gây hại cho sức khỏe của phổi, giống như là việc hút thuốc vậy. Thứ ba, đó là cô bác nên kết hợp với tập luyện thể dục thể thao và vận động thường xuyên. Hầu hết thì mỗi chúng ta không bao giờ sử dụng phổi hết công suất cả. Tăng cường hoạt động cho phổi là một cách để phổi thực hiện tốt chức năng thải độc của nó đấy cô bác. Cô bác có thể tăng cường sức mạnh của phổi khi mà cô bác làm bài tập mạnh mẽ như là bơi hoặc là nhảy múa đây nhé. Cô bác cũng có thể giữ cho lá phổi của mình được khỏe mạnh nếu như chúng ta hít thở sâu. Các hoạt động yoga kết hợp với hít thở sâu sẽ giúp cho cô bác thực hiện tốt chức năng của phổi đấy nhé. Thứ tư, dù ít hay nhiều, cô bác cũng nên có thêm cây xanh ở trong nhà. Có một điều nghịch lý như thế này, khi mà xây nhà, làm nhà hay đơn giản là trang trí nhà thì hầu hết chúng ta đều chú trọng đến nội thất, trong khi đó thì cây xanh lại rất ít được quan tâm.
việc có một môi trường sống được bao bọc bởi cây cối là một cách rất tốt để bảo vệ phổi của chúng ta. Cây cối có tác dụng làm sạch bầu không khí ở trong nhà mình, tăng cường nguồn oxy. Và nhờ vậy, phổi của cô bác cũng dễ chịu hơn vì không phải tiếp xúc nhiều với các chất ô nhiễm đấy ạ. Nếu không thể thêm cây xanh trong nhà thì cô bác cũng nên sắp xếp thời gian vào những ngày cuối tuần ra khỏi thành phố để có thể hít thở không khí trong lành. Hít thở không khí trong lành sẽ giúp cho lá phổi của chúng ta khỏe mạnh hơn rất nhiều đấy cô bác. Thứ năm, đó là cô bác cần có một chế độ ăn uống khoa học. Những thực phẩm mà cơ thể cô bác ăn vào và hấp thu hàng ngày không chỉ cung cấp năng lượng giúp duy trì hoạt động sống mà còn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của chúng ta. Và đối với lá phổi cũng như vậy, các tế bào của cơ quan này cần được nuôi dưỡng thường xuyên với nguồn máu, dầu dưỡng chất và oxy. Do vậy, cô bác hãy cố gắng xây dựng cho mình một chế độ ăn uống lành mạnh hàng ngày bằng cách là bổ sung đầy đủ dinh dưỡng với các nhóm chất như là tinh bột, chất béo, protein, đường, vitamin và khoáng chất với hàm lượng và tỷ lệ phù hợp với cân nặng và hoạt động của cơ thể chúng ta. Ngoài ra thì cô bác cũng nên tăng cường bổ sung các loại vitamin và khoáng chất để tăng cường sức đề kháng tự nhiên, ngăn ngừa bệnh tật nói chung và ngăn ngừa sự suy giảm sức khỏe của lá phổi nói riêng. Đối với những cô bác nào đang bị bệnh có liên quan đến phổi hoặc là đường hô hấp rồi thì chúng ta nên bổ sung cả những thực phẩm chống viêm tự nhiên như là quả việt quất, quả ô liu, nghệ hay là đậu lăng. Và ngoài thực phẩm ra thì việc uống nước cũng là một điều vô cùng quan trọng. Cô bác cần phải uống đủ từ 1,5 cho đến 2 lít nước mỗi ngày để giữ cho phổi hoạt động được tốt hơn. Nhất là những người bị viêm đường thở, tắc nghẽn đường thở do bệnh viêm đường hô hấp, thì việc uống nước lại càng quan trọng để giúp cho cô bác làm sạch đường thở, giảm khó thở và giảm khó chịu của bác nhé. Như vậy là trong video ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày đã chia sẻ cùng với cô bác 6 loại đồ uống là thần dược cho lá phổi. Loại đồ uống đầu tiên đó là trà chanh, gừng, mật ong. Loại đồ uống thứ hai đó là trà xanh. Loại đồ uống thứ ba đó là cốc nước, nghệ và gừng. Loại đồ uống thứ tư đó là trà, rễ cam thảo. Loại đồ uống thứ năm đó là nước, mật ong ấm. Và loại đồ uống thứ sáu đó là sinh tố, táo, củ dền, cà rốt. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng với cô bác đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tâm lý vui vẻ, lạc quan và tránh những lo lắng, suy nghĩ tiêu cực. Chỉ khi chăm lo cho sức khỏe, tinh thần thật tốt, thêm vào đó là một chế độ ăn uống điều độ, đúng cách, thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.